tâm nghiên cứu và thực hành thủy sản thuộc khoa thủy sản Trường Đại học Nông Lâm Huế. Đây là những ấu trùng cua trên 10 ngày tuổi. Thay vì dùng thức ăn tự nhiên là tảo tươi và một loại luân trùng có tên là rotifer như trước đây, cán bộ trung tâm sử dụng Lansy, một trong những loại thức ăn công nghiệp, trà qua vật lưới mịn, hòa với nước rồi cho ấu trùng cua ăn. Tùy từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, cán bộ trung tâm sử dụng loại thức ăn công nghiệp khác nhau cho ấu trùng cua ăn. Loại thức ăn công nghiệp này được sử dụng trong suốt thời gian từ 1 ngày tuổi đến khi toàn bộ ấu trùng cua chuyển sang cua 3 đến 5 ngày tuổi, tức là cua giống. Đây là những con cua giống được sản xuất bằng thức ăn công nghiệp của trung tâm. Như bà con đã biết thì trong quy trình sản xuất cua giống thì tạo một rotifer đóng vai trò rất là quan trọng và giúp cho trồng tăng trưởng rất là nhanh và đạt tỷ lệ sống cao. Tuy nhiên qua thực tiễn sản xuất thì chúng tôi nhận thấy rằng là có một số cái nhược điểm về vấn đề sử dụng thức ăn tươi sống này. Thứ nhất đó là không chủ động được cái nguồn thức ăn, bởi vì đặc biệt là gặp những cái thời điểm mà thời tiết mưa kéo dài và tạo và rotifer không sản xuất được thì làm cho người nuôi luôn luôn bị động. Cái vấn đề thứ hai đó là cái kinh phí đầu tư cho cái hệ thống sản xuất thức ăn tươi sống và nhân công thì nó làm cho cái giá thành của sản phẩm nó tăng lên. Vấn đề thứ ba đó là cái khó kiểm soát được dịch bệnh qua cái đường thức ăn tươi sống. Thì qua tìm hiểu thực tiễn cho thấy là hai loại thức ăn công nghiệp rất là phổ biến trong cái sản xuất giống thủy sản nói chung, đó là Lansy và Frippak. Thì ở hiện tại thì chúng tôi cũng đang sử dụng hai loại thức ăn này để sản xuất các loài giáp xác như là tôm sú, tôm rằn hay là tôm rạo. Thì cua cũng là nằm trong cái nhóm giáp xác này, và có cái hai loại thức ăn này thì có cái hàm lượng các chất dinh dưỡng thì tương đối cao và nó thấp hơn không đáng kể so với tạo và rotifer. Thì chúng tôi cũng áp dụng cái quy trình sản xuất cua bằng hai loại thức ăn công nghiệp này là chủ yếu, và trên cơ sở thì chúng tôi phối hợp với cái Actemi, cái loài đóng lon bán sẵn thì trên thị trường, và tất nhiên là chúng tôi có phối hợp với các loại vitamin tổng hợp. Từ năm 2012, các nhà khoa học thuộc khoa thủy sản Trường Đại học Nông Lâm Huế đã nghiên cứu quy trình sản xuất cua giống bằng thức ăn công nghiệp thay vì sử dụng tảo tươi và rotifer mà bà con lâu nay sử dụng. Bên cạnh thức ăn công nghiệp, các nhà khoa học còn sử dụng nguồn cua giống bố mẹ và nguồn nước từ địa phương nên khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên cao hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học còn sử dụng men vi sinh, sục khí ozone nhằm giúp môi trường nuôi luôn bảo đảm. Chính nhờ áp dụng tổng hợp các biện pháp nên mô hình sản xuất cua giống của trung tâm luôn đạt kết quả tốt. Một cái ưu điểm rất là lớn đối với cái quy trình này đó là chúng tôi sử dụng cái nguồn cua bố mẹ tự nhiên, được khai thác từ tự nhiên ở ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho nên là các cái điều kiện sinh thái môi trường nó tương đồng với cái môi trường ở trong trại của chúng tôi. Và trứng của những cái loài cua mẹ này thì cho cái tỷ lệ nở rất là cao, lên đến 90%. Và cái tỷ lệ sống của ấu trùng hiện nay chúng tôi nghiên cứu là nó đạt lên đến 8 đến 10%. Thì so với những quy trình trước đây thì công bố thì khoảng 5 đến 7% là cái tỷ lệ sống từ giai đoạn do 1 cho đến giai đoạn cua. Và hiện nay thì từ phản hồi từ các người dân mà chúng tôi sau 3 đợt sản xuất giống thì chúng tôi thấy rằng là cua giống phát triển rất là tốt, rất là dễ nuôi và thích ứng nhanh với môi trường và tự nhiên. Hôm nay, ông Nguyễn Đoán ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại kiểm tra đàn cua của mình. Cũng như hai vụ trước, vụ này ông Đoán mua nguồn giống từ Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Thủy sản. Đây là những con cua 20 ngày tuổi. Từ khi mua giống cua của trung tâm, ông Đoán nhận thấy có nhiều ưu điểm. Mình nuôi cua cũng nhiều, trước đây là cũng có bắt cua chỗ này chỗ nọ rồi, nhưng mà cái tỷ lệ sống là hẳn chưa cao bằng ở trường Nông Lâm. Vì theo mình nghĩ là cái Nông Lâm gần đấy là cái nước nó nhung. Thứ hai nữa là lên đây mình nuôi là thứ nhất nữa là cái tàu mình cải tạo rất là kỳ. Thứ hai nữa mà cho ăn giống như cua này mà cho ăn là mình cho ăn là cá tươi vì toàn là cái chất dinh dưỡng. Nói chung là rất là nhanh to mà hiệu quả kinh tế rất là cao. Tỷ lệ sống nó cũng phải trên 70%. Còn trước đây thì còn khoảng 30-40%, có nhiều khi cũng có đợt hao cũng hết luôn. Nhiều khi mình hẳn không nhung cái nước, cái độ mặn chênh lệch quá cao, mà hẳn nhung cái môi trường nước ở địa phương, thành thử ra hẳn hao rất là nhiều. Thưa quý vị và bà con, Qua phóng sự trên, chúng ta thấy được ưu điểm của việc sản xuất cua giống bằng thức ăn công nghiệp. Kỹ thuật này khá đơn giản, đầu tư cho mô hình này không tốn kém nhiều. Những trang trại thủy sản hay hộ gia đình có năng lực về chuyên môn và tài chính có thể áp dụng để sản xuất, cung ứng giống cho bà con. Tuy nhiên, kỹ thuật này còn khá mới mẻ. Để giúp quý vị và bà con nắm bắt quy trình sản xuất cua giống bằng thức ăn công nghiệp, trong chương trình hôm nay, chúng tôi phổ biến đến bà con nội dung này. Mời quý vị và bà con tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Để sản xuất cua giống bằng thức ăn công nghiệp, trước tiên, bà con cần chuẩn bị các loại bể nuôi vỗ cua mẹ, bể ương ấu trùng cũng như một số thiết bị khác. Bể nuôi vỗ cua mẹ có thể là bể xi măng, có diện tích từ 2 đến 20 m2, chiều cao từ 0,7 đến 1 m. Bể ương ấu trùng nên chọn bể composite loại 1 m khối và 5 m khối, đáy có dạng hình phễu. Đối với máy sục khí, dùng loại 500W, máy phát điện dự phòng 5 kW. Trong quá trình sản xuất giống nhân tạo, vấn đề nước đủ tiêu chuẩn rất quan trọng. Do đó, trước khi đưa vào sản xuất, nước phải được xử lý. Nước biển được bơm vào các bể lắng trước khi lọc bằng phương pháp lọc cơ học, sau đó được xử lý bằng ozone nồng độ 0,2 đến 0,4 gram trên 1 mét khối và sục khí mạnh 8 giờ tại các bể chứa rồi cấp vào các bể ương nuôi. Thứ nhất là cua được đánh bắt từ tự nhiên, có màu sắc tươi sáng, có càng, trứng bò, trứng bơi đầy đủ. Thứ hai là về trọng lượng, cua có trọng lượng từ 300 gram đến 800 gram. Bà con lưu ý không nên tuyển chọn cua dưới 300 gram và trên 800 gram, bởi vì dưới 300 gram là cua chưa đủ tuổi sinh sản và trên 800 gram là cua quá già. Thứ ba nữa là về chiều rộng mái cua, là có chiều rộng từ 10 đến 15 cm. Thứ tư nữa là khi khoảng tiếp giáp giữa mái cua và đục, thứ nhất là có khoảng hở. Thứ năm nữa là quay là cua, cái phần mái cua ở gừng yếm là có hơi nhô lên. Sau khi chọn được cua mẹ đạt tiêu chuẩn, tiến hành xử lý cua mẹ bằng thuốc tím nồng độ 5 gram trên 1 mét khối nhằm xử lý mầm bệnh và ký sinh trùng ở cua mẹ. Thời gian xử lý thuốc tím khoảng 30 phút. Sau đó, đưa cua mẹ vào bể để làm quen với môi trường nhân tạo. Mật độ thả cua mẹ nuôi vỗ từ 2 đến 3 con trên 1 mét vuông. Trong bể nuôi, cần cho một lớp cát sạch dày khoảng 20 đến 30 cm ở một góc bể để cua mẹ vùi và ẩn nấp. Khi nuôi vỗ cua mẹ, cần tiến hành duy trì sục khí 24 trên 24 giờ. Thức ăn cho cua mẹ có thể là các loại thức ăn tươi sống như chìa, mực, ốc. Mỗi ngày cho cua ăn 2 lần, sáng từ 6 đến 7 giờ, chiều từ 17 đến 18 giờ. Bà con cho cua mẹ ăn thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. Sau mỗi ngày, cần tiến hành vớt sạch thức ăn còn dư thừa và cho vào thức ăn mới. Bà con cần vệ sinh bể và thay nước thường xuyên nhằm bảo đảm môi trường nuôi tốt. Để cua mẹ được nuôi vỗ tốt, các yếu tố môi trường trong bể cần được đảm bảo như sau. Nhiệt độ nước từ 28 đến 30 độ C, pH từ 7,8 đến 8,5, độ mặn 28 đến 32 phần nghìn, độ kiềm 120 đến 150 mg trên 1 lít. Dấu hiệu nhận biết cua đẻ thì là cua sắp đẻ, cua là bò quắn bể, rồi cua vùi cát liên tục. Trước ngày đẻ 1 đến 2 ngày thì cua nó có cái dấu hiệu là mở yếm ra, rồi nó lấy chân bò, nó vệ sinh cái yếm. Dấu hiệu tiếp theo là cua có cái buồng trứng cua đã chuyển sang giai đoạn 4, dấu hiệu về màu sắc. Thì cua có cái dấu hiệu màu, cái tên mái cua là chuyển màu huyết dụ. Cái mái cua đã nhô lên, cao lên, phần tiếp giáp giữa mái cua và cái đốt bụng một là nó rồng ra. Và cua khi cua đẻ thì nó nằm dưới cát và nó mở yếm ra đẻ. Bà con cứ yên tâm để cho cua đẻ khoảng 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Khi cua nó bò dậy nó đi thì bà con chuyển cua từ bể đẻ sang bể ấp cua mẹ. Thông thường mỗi cua mẹ đẻ được khoảng 1 triệu đến 2 triệu trứng. Sau khi đẻ xong, để khoảng 1 giờ đồng hồ cho khối trứng ổn định. Vớt cua mẹ ra xử lý lại bằng thuốc tím nồng độ 5g trên 1 mét khối rồi đưa vào bể ấp. Bà con nên chọn bể ấp cua ôm trứng có thể tích từ 80 đến 120 lít. Cấp nước biển đã được xử lý sạch. Sau đó, nhẹ nhàng đưa cua mẹ đang ôm trứng vào bể. Cần bảo đảm sục khí cho bể nuôi 24/24 giờ. Đối với cua mẹ giai đoạn này, một ngày chỉ cần cho ăn một lần. Hàng ngày thay nước 100%. Thời gian ấp trứng cua mẹ thông thường từ 9 đến 15 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường. Sau khi ấp từ 9 đến 15 ngày, trứng cua nở. Trứng thường nở từ 5 đến 8 giờ sáng. Sau khi nở 30 phút, tiến hành thu ấu trùng ra bằng cách tát sục khí 3 đến 5 phút, bật bóng đèn. Do tập tính thích ánh sáng nên ấu trùng nổi lên trên mặt nước và tụ lại. Bà con dùng vợt thu ấu trùng. Các thao tác tiến hành càng nhanh càng tốt trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Thưa bà con, sau khi cua đẻ ấp từ 9 đến 15 ngày thì trứng cua sẽ nở thành ấu trùng. Thì ấu trùng cua là có thể phân chia thành hai giai đoạn chính, giai đoạn Yoa và giai đoạn Megalop. Giai đoạn Yoa thì kéo dài từ 16 đến 18 ngày. Giai đoạn ấu trùng Yoa chia làm 5 giai đoạn phụ: giai đoạn Yoa 1, Yoa 2, Yoa 3, Yoa 4 và Yoa 5. Cuối Yoa 5 thì Yoa chuyển thành ấu trùng Megalop. Ấu trùng mê kéo dài trong thời gian 6 đến 8 ngày thì ấu trùng mê chuyển thành cua bột. Như vậy tổng cộng từ khi trứng nở ra ấu trùng Yoa đến giai đoạn chuyển thành cua bột kéo dài từ 22 đến 26 ngày. Để ương ấu trùng Yoa, cần chuẩn bị bể ương có thể tích 1 mét khối. 2 ngày trước khi thả Yoa, cấp nước đã được lọc sạch vào bể. Dùng EDTA với liều lượng 5g trên 1 mét khối để xử lý kim loại nặng. Bà con cần sục khí mạnh, ít nhất là 8 giờ, rồi mới đưa ấu trùng cua vào nuôi. Mật độ thả ương ấu trùng cua giai đoạn Yoa từ 150 đến 200 con trên 1 lít nước. Đối với giai đoạn ấu trùng Yoa, bà con có thể dùng thức ăn công nghiệp tổng hợp là Lansy hoặc Frippak 1. Thức ăn được chà qua vợt lưới mịn để vừa cỡ miệng ấu trùng và hòa vào nước trước khi cho ăn. Một ngày cho ấu trùng ăn 3 lần vào các thời điểm 6 giờ, 14 giờ và 22 giờ đêm. Liều lượng cho ăn từ 0,5 đến 1 gam thức ăn trên 1 mét khối nước bể ương. Để đảm bảo dinh dưỡng cho ấu trùng Yoa, cần bổ sung thêm thức ăn loại Actemi bung rủ. Cho ăn với mật độ từ 10 đến 15 Actemi bung rủ trên 1 ml nước bể ương. Ngoài ra, cho ấu trùng doa Anoplius, tức là con non của Actemi, với mật độ từ 10 đến 15 cá thể trên 1 ml nước bể ương. Để hạn chế tối đa mầm bệnh, bà con cần định kỳ vệ sinh bể ương bằng cách xi phông đáy. Ít nhất 2 ngày vệ sinh bể ương một lần. Bà con hút nước ở đáy bể ương khoảng 20 đến 30% lượng nước trong bể. Sau đó, vệ sinh thành bể và tạt hóa chất chống sốc trước khi cấp nước mới vào. Lưu ý, lượng nước mới cấp vào vừa đủ lượng nước lấy ra khi vệ sinh bể ương. Thời gian nuôi giai đoạn này khoảng từ 16 đến 18 ngày. Khi thấy ấu trùng xoa chuyển sang giai đoạn megalop đầu tiên, thì tiến hành chuyển sang bể lớn hơn để giảm mật độ ương. Để ấu trùng xoa sinh trưởng phát triển tốt, trong suốt quá trình ương cần bảo đảm các yếu tố môi trường như sau. Độ mặn từ 29 đến 31 phần nghìn, nhiệt độ nước từ 28 đến 30 độ C, pH từ 7,5 đến 8,5, oxy hỏa tan 5 mg trên 1 lít nước. Từ giai đoạn ấu trùng doa cho đến cua giống 3 đến 5 ngày tuổi thì bà con lưu ý hai thời điểm quan trọng nhất. Thời điểm thứ nhất là ấu trùng chuyển từ doa nam sang megalop. Megalop có đặc tính hung dữ, nó ăn thịt lại những con doa nam chưa kịp trưởng mê. Thì bà con phải chú ý nhưng biết cái con megalop chuyển từ doa nam đã chuyển sang hay chưa, bằng cách về mặt thời gian bà con chú ý những ngày cuối cùng của giai đoạn doa nam, từ ngày thứ 15, 16, 17, 18 bà con quan sát trong bể ương ấu trùng doa nam, nhìn thấy những cái con mà có dạng hình chữ nhật, có cái đuôi bơi lội rất là nhanh nhẹn thì bể ấu trùng đã có chuyện mê, thì bà con nên sáng thưa mê ra để tránh ấu trùng mê ăn ấu trùng doa nam. Thì cái biện pháp đó nhằm để gia tăng tỷ lệ sống. Ngoài ra bà con lưu ý một điểm nữa, trước khi sáng thưa ấu trùng mê ra thì bà con cần chuẩn bị trước đó 5 đến 7 ngày bà con phải chuẩn bị thức ăn nấu poly út của Actemi cho ấu trùng mê ăn. Quá trình ương giai đoạn doa thì chế độ sục khí bảo đảm thường xuyên 24/24 với cái điện lưới có 100%. Nếu không có điện lưới thì chúng ta phải phát điện máy dự phòng. Thứ hai, chế độ xi phông thay nước hàng ngày thì chúng ta phải là 2 ngày xi phông một lần. Chế độ thay nước tăng dần theo cái giai đoạn phát triển của ấu trùng. Ở những cái giai đoạn nhỏ thì chúng ta thay từ 20%, ở những giai đoạn lớn hơn thì chúng ta thay lớn hơn, hoặc ở những cái giai đoạn mà thức ăn thừa, nước xấu thì chúng ta phải buộc phải xi phông khi cần thiết. Trước khi ương ấu trùng cua giai đoạn megalop, bà con cần đưa nguồn nước được xử lý có độ mặn 28 phần nghìn vào bể composite loại 5 mét khối. Tiến hành sục khí mạnh và liên tục. Sau đó, đưa ấu trùng megalop vào với mật độ 50 con 1 lít. Ở giai đoạn này, bà con sử dụng thức ăn Lansy, trà thức ăn qua lưới mịn, hòa với nước rồi cho ấu trùng ăn. Mỗi ngày cho ấu trùng megalop ăn 3 lần vào các thời điểm từ 6 đến 7 giờ, 14 giờ và 22 giờ. Lượng thức ăn là 5g trên 1 mét khối nước ở trong bể ương. Ngoài thức ăn công nghiệp, bà con cần nuôi Actemi sinh khối trước đó 5 đến 7 ngày bằng các loại thức ăn tổng hợp với mật độ ban đầu 100 cá thể trên 1 lít. Bà con cho ấu trùng megalop ăn Actemi sinh khối với lượng 50 cá thể trên 1 lít. Trong thời gian ương ấu trùng megalop, cần bảo đảm các chỉ tiêu môi trường nước như sau: độ mặn từ 20 đến 28 phần nghìn, nhiệt độ nước từ 28 đến 30 độ C, pH từ 7,5 đến 8,5, oxy hỏa tan 5 mg trên 1 lít nước. Nhằm hạn chế bệnh, khi ương cần tiến hành xi phông đáy hàng ngày, đồng thời loại bỏ xác chết và thức ăn thừa để giảm lượng amoniac và thay nước 2 ngày một lần. Mỗi lần thay nước khoảng 30% để tạo môi trường nước trong sạch và kích thích megalop lột xác. Những ngày ở giai đoạn sau cần giảm dần độ mặn từ 30 phần nghìn xuống còn 20 phần nghìn đến giai đoạn cua. Trong giai đoạn này, bà con cần phải thường xuyên quan sát bể ương để theo dõi tình trạng hoạt động của ấu trùng, khả năng bắt mồi và đặc biệt là thời điểm chuyển từ megalop sang giai đoạn cua bột. Khi thấy xuất hiện cua thì chúng ta thả từng bó sợi ni lông vào bể ương, mật độ thả từ 4 đến 5 bó trên 1 mét vuông. Mục đích của việc thả bó sợi ni lông là nhằm hạn chế cua ăn lẫn nhau. Cua bột có đặc tính là ăn thịt lẫn nhau hoặc nó ăn lại con megalop, thì bà con cũng nên lưu ý ở giai đoạn này bằng cách theo dõi về mặt thời gian từ ngày 22 đến ngày 26. Thấy cua bột đã chuyển thì bà con nên chuyển giá thể vào bể ương megalop để tránh ấu trùng cua ăn lẫn nhau hoặc là ăn lại con megalop. Thì ở những giai đoạn này thì bà con cũng nên bỏ giá thể vào theo cái thời điểm chuyển cua chuyển nhiều thì mình bỏ nhiều, cua chuyển ít thì mình bỏ ít, với mức độ bỏ từ 4-5 bó giá thể trên 1 mét vuông. Trong quá trình thực tế ương thì chúng tôi nhận thấy rằng cái hệ thống bực đèn chiếu sáng nhiều hơn thì ấu trùng mê hoạt động nhiều hơn, mê ăn nhiều hơn thì nó phát triển tốt hơn và lột xác nhanh hơn. Cái trại cua thì cần ban ngày thì cần phải có ánh sáng hoạt động liên tục, phải cần có những cái hệ thống tối sáng. Còn ban đêm thì cái bóng đèn phải bật liên tục 12/12 tiếng ban đêm. Trong quá trình nuôi, nếu không bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật thì ấu trùng cua sẽ mắc một số bệnh, ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cua sau này. Có hai bệnh thường xảy ra khi ương ấu trùng cua, đó là bệnh phát sáng và bệnh trùng loa kèn. Đây là bệnh do các loài Vivio gây nên. Thì ấu trùng mắc loài bệnh này có những cái dấu hiệu sau. Nếu ban đêm chúng ta tắt đèn đi thì trên cơ thể ấu trùng phát ra những cái ánh sáng màu xanh nhạt. Thứ hai là ấu trùng bỏ ăn, rồi ấu trùng chết hàng loạt. Đối với bệnh phát sáng thường xuất hiện ở những cái thời kỳ đầu của ấu trùng, tức là thời kỳ gió 1, gió 2 thì gió 3 là bệnh phát sáng xuất hiện nhiều nhất. Cái bệnh này là do động vật nguyên sinh bám vào, nó làm cho ấu trùng cua nó bơi lội khó khăn, và khi bơi lội khó khăn thì nó dẫn đến là bắt mồi rất là khó. Bắt mồi rất khó thì nó ảnh hưởng đến là cái tốc độ tăng trưởng của ấu trùng chết dần. Dựa vào kính hiển vi chúng ta soi lên thì trên thân của cua thấy những cái động vật nguyên sinh có cái dạng hình loa kèn, gọi là trùng loa kèn, nó bám vào trên thân. Để phòng bệnh phát sáng và trùng loa kèn cần bảo đảm các yếu tố kỹ thuật sau: nguồn nước cần được lắng lọc thật kỹ, định kỳ 3 tháng thay cát bể lọc một lần. Nguồn nước trước khi đưa vào ương nuôi phải xử lý bằng tia cực tím hoặc ozone. Định kỳ 2 ngày một lần tắm cua mẹ bằng thuốc tím. Thường xuyên vệ sinh bể ương và loại bỏ thức ăn thừa. Bổ sung vitamin tổng hợp như BK505 hoặc Elite 800 vào thức ăn tỷ lệ 1%. Định kỳ bổ sung men vi sinh như PC1 2 ngày một lần. Sau khi ương từ 3 đến 5 ngày tuổi, chúng ta tiến hành thu cua để đem ra ương hay cung ứng cho bà con. cua lúc này thường đeo bám vào các sợi ni lông. Vì thế, khi thu cua, cần thao tác nhẹ nhàng nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng cua. Bà con dùng vợt có mắt lưới 2mm để tận thu được hết lượng cua có trong bể ương. Nên thu cua vào lúc sáng sớm. Bà con cho cua vào thau lớn có chứa nước, có độ mặn tương đồng với độ mặn trong các bể ương. Tiến hành đếm và cho cua vào các khay có rải một lớp cát đã được xử lý sạch. Mỗi khay này ta cho vào khoảng 500 cua giống. Cua giống như thế này người ta thường gọi là cua khay. Hy vọng chương trình của chúng tôi kỳ này đã mang đến cho quý vị và bà con nhiều thông tin bổ ích. Chúc bà con nắm bắt và áp dụng có hiệu quả. Chương trình Bạn Của Nhà Nông kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các chương trình kỳ sau.